SEA Games 32 công bố danh sách các bộ môn eSports không có liên minh. Mới đây, trang chủ của Liên đoàn Thể thao Điện tử Campuchia đã công bố 5 bộ môn với 9 nội dung thi đấu của eSports tại SEA Games 32. Theo thông báo, 5 bộ môn gồm Attack Online 2, cá nhân và đồng đội, PUBG Mobile, cá nhân và đồng đội, Mobile Legends Bang Bang, đồng đội nam và đồng đội nữ, Liên minh huyền thoại tốc chiến, đồng đội nam và đồng đội nữ và đột kích, đồng đội. Vậy là 4 bộ môn eSports tại SEA Games 31 là Liên minh, Liên quân, FIFA Online 4 và Free Fire sẽ không có tên tại SEA Games 32. Trong đó không ít người tiếc nuối vì lời dự đoán SEA Games 32 không có liên minh đã trở thành sự thật. Trong kỳ SEA Games sắp tới, đoàn eSports Việt Nam sẽ tham gia thi đấu toàn bộ nội dung của các bộ môn PUBG Mobile, Liên minh tốc chiến và đột kích. Dự kiến, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại Campuchia với tổng cộng 11 quốc gia tham dự. eSports là một trong 39 bộ môn thể thao được chọn thi đấu tranh huy chương. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp mà eSports được chọn làm bộ môn thi đấu chính thức tại SEA Games.